Hi guys, welcome back. Chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Ở trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với đề thi học kỳ, đề cuối kỳ 1 và đề số 1. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 đề thi để chúng ta thử cái khả năng của mình sau khi học hết 6 units, từ unit số 1 cho đến unit số 6. Thì chúng ta đã có nhớ được các cái phần nội dung hay không và chúng ta cần phải trau dồi những gì. Đối với những cái phần nào mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đang quên ấy, thì chúng ta có thể quay trở lại cái phần bài học đó để ôn tập lại nhé. Vậy thì ở trong đề của chúng ta, đề thi cuối kỳ mà cô cho chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 phần. Phần thứ nhất đó là language focus, đó là chúng ta tập trung vào phần từ vựng này, ngữ âm này và ngữ pháp. Phần thứ hai, thứ ba, thứ tư là sẽ là 3 kỹ năng, 3 skills, the listening, the reading and the writing skill, kỹ năng nghe này, đọc và viết. Và còn một dạng phần kỹ năng nữa, đó là phần kỹ năng nói, speaking. Thì ở trong cái phần bài cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn chúng ta, ở trong cái đề cuối cùng ấy, thì cô sẽ hướng dẫn qua cho chúng ta cái cách và các cái dạng đề speaking mà chúng ta sẽ thường gặp và chúng ta sẽ cần phải làm những gì khi mà gặp những cái dạng đề đó. Cái phần speaking là một cái phần khá là khó bởi vì chúng ta sẽ phải luyện tập rất là nhiều. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dạng đầu tiên luôn nhé. Phần đầu tiên của chúng ta là Part A, Language Focus. Chúng ta sẽ đi vào phần từ vựng, ngữ âm và ngữ pháp này. Câu số 1 này, chúng ta có A, tables, tables. À, cái đuôi S khi mà thêm dạng số nhiều của cái từ table thì chúng ta sẽ phát âm là Z, đúng không nào? Tables, đó. B chúng ta sẽ có washes, washes, nó là âm is. C là changes, changes, cũng là is. D là torches, torches, cũng là is. Vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Number 2 chúng ta có A đọc là weather, nó là âm E. B là speak, E dài. C là beach, cũng là âm E dài. Và cuối cùng là chúng ta có easy, cũng là âm E dài. Vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án A, weather, đúng nào? Dạng bài số 2 của chúng ta hơi khó hơn một chút. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái bài của chúng ta ấy, đề bài nó dài mà cảm thấy khó hiểu ấy, thì cái keyword để chúng ta nhìn, chúng ta nhận dạng ấy, dạng bài tập, thứ nhất là đối với dạng bài này thì chúng ta có cái phần gạch chân rồi đúng không, thì nó dễ rồi, thì thường nó sẽ là underline part pronounced differently, đó, cái phần gạch chân đọc khác với cái phần còn lại, những cái từ còn lại đó. Thế còn đối với dạng bài mà số 2 chẳng hạn thì chúng ta nhìn nó hơi bị bối rối, bị lẫn giữa dạng bài là trọng âm là thứ nhất, thứ hai nữa là trọng từ có nhóm từ khác với những từ còn lại. Thì chúng ta sẽ nhìn nhé, ở đây chúng ta có từ stress pattern. Vậy thì những câu nào mà có stress, đó là cái từ stress thì nó chính là cái dạng bài trọng âm. Vậy thì cái bài này là khó đấy, đúng không nào? Bởi vì chúng ta sẽ phải nhớ cái trọng âm của nó. Mà trọng âm thì nó là cái phần khó nhất trong tất cả cái dạng bài mà chúng ta học, các dạng bài về phát âm. Chúng ta có number 3 này, plaster, là trọng âm thứ nhất, plaster. B, pagoda, pagoda, là trọng âm thứ hai. Vậy một cái trọng âm thứ nhất, một cái trọng âm thứ hai, vậy đáp án sẽ rơi vào A hoặc B. C này chúng ta có palace, palace, vậy nó sẽ là trọng âm thứ nhất, đúng rồi, vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Và D chúng ta có mountain, mountain cũng là trọng âm thứ nhất. Chúng ta có plaster chính là cái gì nhỉ, có nhớ không nhỉ? Đó chính là cái băng dán, đúng không nào, băng dán cứu thương, cái băng dán khi mà chúng ta bị thương đấy. Pagoda là chùa này, đúng không? Palace là cung điện này, mountain là núi rồi. Number 4 chúng ta có A là confident, confident là trọng âm thứ nhất, tự tin. B là curious, curious, nó cũng là trọng âm thứ nhất, nó tò mò, đúng không? Excited, excited, trọng âm thứ hai, vậy đáp án của chúng ta chỉ là đáp án C. Và cuối cùng chúng ta có active, active, là rất là năng động, đúng không nào? Vậy C chính là đáp án đúng của chúng ta. Tiếp nhé, sang dạng bài tiếp theo, dạng bài số 3, chúng ta sẽ có từ câu số 5 cho đến câu số 10. Đó chính là khoanh tròn cái đáp án đúng làm thế nào để những cái từ này hoàn thiện vào cái chỗ trống này. Lựa chọn đáp án ấy. Choose the best option to complete the sentences by circle the letter A, B,
C or D. Chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng nhất, phù hợp nhất để điền vào cái chỗ trống này bằng cách khoanh tròn cái đáp án A, B, C hay là D. Chúng ta có number 5 này. Chúng ta có keyword của cô ở đây, người ta sẽ yêu cầu mình chia động từ thì, đúng không nào? Và keyword ở đây của cô chính là always. Always chính là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn, đúng không? Và đối với thì hiện tại đơn, chủ ngữ là he thì động từ sẽ thêm s hoặc là es. Vậy thì ở đây chúng ta có động từ read sẽ thêm s, đáp án A. Đó. B là bị sai này, bởi vì là chủ ngữ he thì phải thêm s này. C là is reading, nó lại thì hiện tại tiếp diễn nữa rồi. Đó, và D là will read, nó là thì tương lai đơn. Đúng không nào? Number 6, my older brother is very. Ở đây chúng ta sẽ phải điền một cái tính từ. Cái từ shy này của cô sẽ không viết hoa nhé. Ở đây chúng ta sẽ phải điền một tính từ miêu tả cái gì nhỉ? Cái tính cách của một ai đó. Chúng ta đã học sporty là rất là một cái người gọi là yêu thể thao, đúng không nào? C là lazy là lười biếng này, shy là rất là hay ngượng này, và kind là tốt bụng. Vậy bây giờ chúng ta nhìn cái vế đằng sau nhé. He can play football, table tennis and volleyball very well. À, bạn ấy kể rất nhiều các môn thể thao. Vậy thì đáp án của chúng ta chính là đáp án A, đúng không nào? Cái sporty, chỉ có mỗi cái tính từ sporty thì nó liên quan đến những cái bạn ấy miêu tả đằng sau thôi. Câu số 7 nhé. My new school is than my old school. Vậy ở câu này chúng ta thấy có từ than, đúng không nào? Từ than đó là biểu thị cho cái so sánh, một câu có sự so sánh hơn. Vậy thì khi mà câu mà có so sánh hơn ý, thì nó sẽ có thêm đuôi er và đằng sau tính từ. Đối với tính từ có một âm tiết này, và đối với tính từ có hai âm tiết trở lên thì sẽ có more vào đằng trước. Vậy thì ở trong bốn đáp án này chỉ có mỗi đáp án A là đáp án chính xác, đúng không? More convenient. Convenient là có tận 4 âm tiết cơ, vậy thì phải thêm more vào đằng trước là chính xác rồi, đúng không nào? Trường học mới của tôi thì tiện hơn so với là trường học cũ. Đó. Number 8, câu số 8 nhé. Chúng ta có these streets aren't wide. À, những con phố này nó không rộng. Vậy thì cái câu đằng sau sẽ giải thích trái nghĩa cho cái từ cái vế đằng trước, đúng không? Nó không rộng mà nó hẹp. Vậy nó hẹp sẽ là chúng ta có narrow. Đáp án D, they are narrow. Thế còn big là to này, happy là vui vẻ thì nó không chỉ đường, đúng không? Thế còn C là expensive, nó là đắt đỏ. Thì không ngược nghĩa với cả wide, đúng không nào? Wide là rộng. Đối với cái bài này, cái câu này thì chúng ta, cái yêu cầu của chúng ta là phải nhớ cái tính từ mà ngược nghĩa với cả tính từ kia, đúng không nào? Đó, sử dụng để miêu tả ở trong cái unit mà chúng ta học về my neighborhood đó. Tiếp này, number 9, câu số 9 nhá. We shoot fireworks. À, chúng ta đã học shoot rồi, đúng không? Shoot là nên và shouldn't là không nên. À, we shouldn't fireworks. Chúng ta không nên như thế nào đó với cái pháo hoa. Vậy thì pháo hoa chúng ta có burn là đốt này. Decorate là trang trí này. C là eat là ăn này. Và D là gather. Gather là kiểu tụ tập lại. Vậy thì cái động từ mà nó phù hợp với cả fireworks đó chính là burn, đúng không nào? Đốt pháo. Number 10, he must harder. À, anh ta phải chăm hơn. Ở đây chúng ta có động từ study được chia ở 4 dạng. Thứ nhất là thêm đuôi ing, thứ hai là chia ở thì hiện tại đơn là chuyển đi dài thành nghi ngắn thêm es. C sẽ là to ở đằng trước và D là dạng nguyên thể. Vậy thì chúng ta đã học là sau must này, sau should này, sau mustn't, sau shouldn't, sau will, sau won't thì sau ba cái động từ đó thì động từ của chúng ta sẽ giữ ở dạng nguyên thể. Vậy đáp án của chúng ta chính là đáp án D, đúng không nào? Ok, very good. That is the language focus part. Đó là phần language focus. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần kỹ năng đầu tiên, đó chính là listening. Đối với dạng bài nghe này thì chúng ta cũng sẽ có 5 câu. Và yêu cầu của chúng ta như sau. Listen to a conversation between Mai and Kevin. Circle the best answer A, B or C. Chúng ta sẽ chỉ có 3 đáp án để lựa chọn thôi, A, B và C. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải nghe đoạn hội thoại giữa Mai và Kevin. Vậy thì khi chúng ta đọc đề bài ấy, là chúng ta cũng đã có được cái thông tin trước khi chúng ta nghe rồi, chúng ta chuẩn bị được cái tinh thần rồi. Đó không phải là một bài đó không phải là một đoạn văn, hay đó không phải là một cái đoạn độc thoại, mà đó là một cuộc hội thoại giữa Mai và Kevin, đúng không? Đó, tiếp tục nhá. Bây giờ trước khi nghe bao giờ cũng thế, chúng ta sẽ phải dành ra khoảng độ 30 giây cho đến 1 phút để đọc và nghiên cứu đề bài. Đọc đề bài để làm gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ
biết được là chúng ta chuẩn bị nghe cái gì, để cái lúc mà vừa mới nghe thì chúng ta sẽ không bị bỡ ngỡ. Thứ hai nữa là định hình xem phải tìm thông tin, phải nghe thông tin về cái gì, để đến lúc mà chúng ta nghe ấy, có những cái không cần thiết chúng ta không cần nhớ đến, chúng ta chỉ cần nghe đến cái chỗ nào có cái thông tin đó, bắt thông tin đó và khoanh đáp án của chúng ta luôn, hoặc là điền đáp án luôn thôi. Đó. Và thứ ba, cái mục đích thứ ba nữa đó là đối với một số câu ấy, một số câu, một số có những cái từ mà chúng ta không biết chẳng hạn, nó là từ mới chẳng hạn, hoặc là thậm chí không phải là từ mới mà ta gọi nó là keywords, thì cái lúc mà chúng ta nghe mà có lỡ bị trôi mất cái thông tin của cái câu trước thì chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua cái câu đó để nghe đến keyword của cái câu sau, hoặc là nghe keyword của câu nào thì chúng ta bắt đầu tập trung vào cái câu đó để tìm đáp án cho câu đó. Đó là cái mục đích để chúng ta đọc bài. Bởi vì sao? Nếu như mà trong cái trường hợp chúng ta cứ thử mà xem, thử làm bài mà chúng ta không đọc từ trước mà xem, cái thông tin nó sẽ trôi qua rất là nhanh, chúng ta không kịp nghe, thường là như vậy, và chúng ta không định hình được chúng ta phải tìm cái gì, chúng ta phải nghe cái gì. Vậy thì thường là chúng ta sẽ không làm cái phần bài này nó không được tốt. Đó là đối với dạng listening. Thậm chí là cả với reading cũng như vậy, luôn luôn phải đọc trước về bài để định hình xem chúng ta chuẩn bị nghe cái gì, chúng ta phải tìm cái gì trong cái phần bài nghe. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử đọc các cái yêu cầu này và tìm keywords nhé. Câu số 11. What do Mai and Kevin talk about? Kevin và Mai nói về cái gì? Thì cái này nó là nội dung bao quát của cả bài, đúng nào? Vậy thì tí nữa chúng ta sẽ nghe, thường là cái câu này nó sẽ nằm ở cái phần nội, cái phần câu thứ nhất hoặc câu thứ hai, hoặc là sau khi mà chúng ta nghe toàn bộ cái bài rồi thì chúng ta làm được cái câu này. Tiếp nhá. Number 2 này. A là their favorite teachers, là nói về giáo viên yêu thích của họ. Vậy keywords của cô sẽ là teachers. Tiếp này, their favorite subjects, keyword sẽ là favorite subjects. C là subjects they have at school, đó là môn học mà họ có ở trường. Vậy thì cái keyword C của cô đó là subject thôi. Có nghĩa là B là môn học yêu thích, còn C thì lại là chỉ môn học, những cái môn học mà bạn ấy học ở trường thôi. Number 12, what subject does Mai have on Wednesday afternoon? À, Mai có môn học nào vào chiều thứ tư? Về keyword của cô sẽ là subject này, Mai này, Wednesday afternoon. Đó. Vậy thì cái lúc nào mà chúng ta có cái lời thoại của bạn Mai này, hoặc là thông tin nói về bạn Mai này, và nói đến, nhắc đến cái ngày Wednesday afternoon, là chúng ta bắt đầu phải tập trung vào để nghe, tìm cái thông tin chỗ đó. Tiếp này, English, Maths, Music. Đó, đó là tên các môn học nhé. Why doesn't Kevin like history? À, tại sao Kevin lại không thích môn lịch sử? Why doesn't Kevin like history? Thế bây giờ chúng ta có này, keyword của chúng ta sẽ là doesn't Kevin like the history. Tại sao cậu ta lại không thích môn lịch sử? Không thích nhá. A là it's boring, vậy keyword sẽ là boring. B là it's on Wednesday, nó vào thứ tư. Keyword sẽ là on Wednesday. C là it's difficult, keyword sẽ là difficult, nó khó. Number 14. Why does Kevin like science? Tại sao Kevin lại thích môn khoa học? Ấy, it's easier than history. Nó dễ hơn là môn lịch sử. B, it gives him knowledge about the world. À, nó mang lại cho anh ta kiến thức về thế giới. Vậy thì A là easier than history là keyword này. B là gives knowledge about the world, mang lại cái kiến thức về thế giới. C, the teacher is nice to him. Giáo viên rất là gì? Tốt đối với anh ta, đối xử rất là tốt với anh ta. Vậy thì cái keyword sẽ là the teacher nice, đúng không nào? Number 15. What does Kevin like most about Miss Robinson? À, Kevin thích cái điều gì nhất về cô Robinson? A, she's creative. Creative. B, she's humorous. Humorous, keyword nhá. C, she doesn't give much homework. Doesn't give much homework là keyword. Vậy sau khi đọc thông tin rồi thì chúng ta biết là các bạn ấy nói về cái gì rồi, đúng nào? Các bạn ấy đang nói về các cái môn học, đúng nào? Đó, và nói chi tiết xem là họ thích cái môn học nào, không thích môn học nào, đúng nào? Now let's listen, bây giờ chúng ta nghe nhé. Ngay lượt đầu thì nghe thôi, lượt thứ hai chúng ta sẽ cùng nhau check luôn nhé.
Hello, this is Jian'an 6, Unit 1, Listening Test, Task 1. Listen to the conversation between Mai and Kevin. Circle the best answer, A, B, or C. You will listen twice. Now, listen and circle the best answer, A, B, or C. What is your favorite day of the week, Mai? Oh, I love Wednesday. I have English and maths in the morning and music in the afternoon. They are all my favorite subjects. I hate Wednesday. I have history on Wednesday. It's so hard to remember all the names and events. Really? I think history is interesting. I like learning historical stories. What's your favorite subject then? I like science. I like learning about our world. And I love the teacher too. Miss Robinson is a very creative teacher. She doesn't teach my class, but I hear she's fun, and she doesn't give much homework. Yeah, that's what I like best about her. Very good. Now let's check. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa nhé. What is your favorite day of the week, Mai? Oh, I love Wednesday. What is your favorite day of the week, Mai? Mai à, cái ngày nào là cái ngày yêu thích của cậu trong tuần? I have English and maths in the Mai. Oh, I love Wednesday. Oh, I love Wednesday. Oh, tôi rất là thích cái ngày thứ tư. I have English and maths in the morning and music in the afternoon. I have English and maths in the morning and music in the afternoon. Vậy thì cái câu số 12 là đáp án gì nhỉ? C, đúng nào? Câu số 1 chúng ta sẽ để, câu số 11 chúng ta sẽ để sau nhé. They are all my favorite subjects. They are all my favorite subjects. Đó đều là các môn học yêu thích của tớ. I hate Wednesday. I have history on Wednesday. I hate Wednesday. Tớ rất là ghét ngày thứ tư. I have history on Wednesday. Tớ có cái môn lịch sử vào ngày thứ tư. Vậy thì không phải là lý do là cậu ấy không thích ngày thứ tư mà cậu ấy không thích môn lịch sử, mà bởi vì không có môn lịch sử nên cậu bởi vì có môn lịch sử nên cậu ấy mới ghét thứ tư, đúng không? Vậy thì cái đáp án B của chúng ta không phải đáp án đúng. Bây giờ xem A với cả C là cái nào đúng nhá. It's so hard to remember all the names and events. It's so hard to remember all the names of and the events. Chúng rất là khó để nhớ được những cái tên với cả các cái sự kiện. Vậy thì do cái môn học đó nó làm sao nhỉ? It's difficult, đúng không? Do nó khó, đáp án C. Really? I think history is interesting. I like learning historical stories. Really? I think history is interesting. I like all the historical stories. Tôi rất là thích, tôi nghĩ là cái môn lịch sử rất là thú vị. Tôi thích tất cả những câu chuyện liên quan đến lịch sử. What's your favorite subject then? What's your favorite subject then? Thế cái môn học yêu thích của cậu là môn gì? Like science. I like learning about our world. And I love the teacher too. I like science. And I like learning about the world. Và tôi rất thích học về mọi thứ ở trên thế giới. Vậy thì đáp án chính là đáp án B, đúng không? And I like the teacher too. Và cậu ấy có đề cập đến giáo viên, nhưng mà có đúng là cậu ấy thích môn học bởi vì là giáo viên tốt được cậu ấy hay không nhá? Miss Robinson is a very creative teacher. Miss Robinson is very creative teacher. Cô Robinson là một người rất là gì? Sáng tạo. Vậy thì không phải là đáp án C đâu, đúng không? Vậy phải là đáp án B. Đó, tiếp tục nhá. She doesn't teach my class, but I hear she's fun and she doesn't teach my class. Cô không dạy lớp của tớ, but I hear she's fun. Nhưng mà tớ nghe nói là cô rất là vui tính. Doesn't give much homework. And she doesn't give much homework. Và cô còn không gì, không giao nhiều bài tập về nhà nữa. Yeah. That's what I like best about her. Yes, that's what I like best about her. Đó là cái điều mà tôi thích nhất ở cô. Vậy thì đáp án
number 15 chính là gì nhỉ? C, đúng nào? Và chúng ta quay trở lại câu số 11. Câu số 11 đáp án của chúng ta chính là đáp án B, their favorite subjects. Chủ yếu là các bạn ý nói về các môn học yêu thích của các bạn, của các bạn ý, đúng không? Nếu như mà muốn nói là their favorite teacher ấy, thì thực ra nó chỉ là nói một cái đoạn ngắn thôi, đúng không? Nó chưa đủ nội dung. Nội dung ở trên này các bạn còn nói về môn học này. Thế còn nếu như mà nói về subjects they have at school thì nó lại không đủ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn ấy chỉ nói về 2-3 môn học thôi, chứ các bạn không nói về toàn bộ các môn học ở trường. Đó. Vậy thì cái nếu như mà là C thì không đúng, đúng không nào? Cái thông tin này nó quá rộng. Cái bài đọc, cái bài nghe của chúng ta không nói hết. Thế còn nếu mà cái đáp án A ấy, thì cái thông tin đấy lại quá hẹp, đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Còn câu 12 là music này, number 13 là sẽ là C, 14 B and the last one, 15 C. Đúng nào, vừa nãy chúng ta đã cùng nhau chữa rồi. Very good. That is exercise number 1. How about exercise number 2? Bài số 2 của chúng ta yêu cầu là gì? Listen to some students talking about Tết holiday. Chúng ta sẽ nghe một vài các học sinh họ sẽ nói về kỳ nghỉ Tết của họ này. Match people with the activities they do on Tết holiday. Hãy nối các cái hoạt động mà họ làm với tên của họ đấy. There is one extra activity, sẽ có một hoạt động là thừa ra. Vậy chúng ta nhìn nhá, ở đây có tổng cộng là 6 hoạt động mà chỉ có 5 nhân vật thôi, sẽ có một hoạt động thừa ra, chúng ta sẽ không chọn hoạt động đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và nối nhá. Trước khi nghe thì chúng ta sẽ xem qua một lượt này. Bên cột bên trái là tên của các cột bên trái của chúng ta là tên của các bạn đó, đúng không? Toàn là tên tiếng Việt thôi nên là chắc không có gì cả, không có vấn đề gì cả. Còn ở bên này là các hoạt động này, chúng ta có buy and arrange flowers, cắm hoa này, mua và cắm hoa này, make chung cake, làm bánh chưng này, clean house, clean the house and furniture, là dọn nhà và dọn đồ đạc này, go to visit grandparents, là đến thăm ông bà này, visit relatives in the south. Cái này rất, hai cái câu này rất là dễ bị lẫn với nhau nhé. Một cái là thăm ông bà, một cái là thăm họ hàng ở miền Nam. And D, buy sweets and cookies, là mua bánh kẹo, đúng nào? All right, now let's listen, bây giờ chúng ta nghe nhé. Task 2. Listen to some students talking about their Tet holiday. Match the people with the activities they do on Tet holiday. There is one extra activity. You will listen twice. Now, listen and match. I'm Nam. I like cooking. I always make all the chung cake to give the relatives. I'm Chan. I'm artistic. My mother always lets me buy flowers and arrange them the way I want. I'm Tom. I look forward to Tet holiday to visit my grandparents in the south. I'm Holly. I like going to the market to enjoy Tet spirit and buy candies and cookies for Tet. I'm Min. I always make my house clean on Tet while my parents are busy buying things and making chung cake. Very good. Now listen again. Now let's check. Bây giờ chúng ta cùng chữa nhé. I'm Nam. I like cooking. I always make all the chung cake to give the relatives. I'm Nam. I like cooking. Tôi tên là Nam, tôi rất thích nấu ăn. I always make chung cake and give them to the relatives. Tôi thường gì nhỉ? Nấu bánh chưng và sau đó thì gì nhỉ? Tặng cho họ hàng. Vậy thì đáp án number 1 của chúng ta chính là B, đúng không nào? Number 16, B. Number 2. I'm artistic. My mother always lets me buy flowers and a ring. The way I want. I'm Chang. My mother always let me buy the flowers and let me arrange them the way I want. Mẹ tôi thường cho tôi mua hoa và sau đó thì cắm hoa theo cái sở thích của tôi, đúng không? Vậy thì number 17A. That's right. I'm Tom. I look forward to Tet holiday to visit my grandparents in the south. I'm Holland. I'm Toàn, tôi tên là Toàn này. I'm looking forward to Tết. Tôi rất là mong chờ Tết. To visit my grandparents in the south. Để gì nhỉ?
thăm ông bà ở miền Nam. Vậy thì đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Không đơn thuần chỉ là họ hàng mà họ hàng relatives, họ hàng thông thường, mà đó là ông bà đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta sẽ là đáp án D. Đó, có thông tin in the South, nhưng mà đáp án này không phải đáp án lựa chọn của chúng ta. Tiếp nhé. I like going to the market to enjoy Tet spirit and buy candies and cookies for Tet. Amen. Bạn Hoa thì sao nhỉ? Bạn ý mua gì? Candies and cookies. Ở đây bạn ý sử dụng, bạn ý không sử dụng sweets mà bạn ý sử dụng từ candies, đúng không? Vậy thì đáp án đáp án cuối cùng của cô là đáp án F nhá, không phải đáp án D, đúng không nào? Bị lẫn A, B, C, D, E và F. Ok? Đáp án F. Number 19 sẽ là F. Alright. Very good. Number 20, câu số 20 nhé. I always make my house clean on Tet while my parents are busy buying things and making chung cake. I always make my house clean. Tôi thường làm cho căn nhà của tôi sạch sẽ while my parents are busy with making chung cakes. Trong khi bố mẹ tôi thì bận rộn làm bánh chưng đúng không? Còn tôi thì chọn dọn dẹp nhà. Vậy thì bạn ấy sẽ có nhiệm vụ là C, đúng không? Clean the house and furniture. Ok? Đó, có nghĩa là khi nghe chúng ta cũng không cần thiết phải nghe kỹ từng từ một đúng không? Mà chúng ta chỉ cần nghe, bắt được các cái từ thôi. Ví dụ ở đây sẽ có là make my house clean. Đó, rồi đây thì bạn ấy có visit grandparents, đúng không? Rồi đây thì bạn ấy có cookies, đúng không? Bạn ấy không dùng cái từ sweets mà bạn dùng candies. Vậy thì chúng ta vẫn nghe được cái từ cookies. Đó, rồi ở đây thì có arrange flowers rồi, đúng không? Ở đây là có chưng cake. Đó, thật ra thì có một số chỗ là người ta bẫy một chút, đúng không? Ví dụ như là cái từ in the south nó xuất hiện này, hay là cái từ chưng cake là nó xuất hiện hai lần. Đó, nếu bạn nào không nghe kỹ là sẽ bị khoanh nhầm, đúng không nào? Bị chọn đáp án nhầm. Đó, đó là về phần listening. Ok, how about reading part? Thế còn về phần đọc thì sao? Chúng ta cũng sẽ có hai bài tập. Bài tập đầu tiên thì đó chính là đọc đoạn văn và sau đó thì khoanh tròn cái đáp án đúng. Bây giờ trước khi đọc thì chúng ta sẽ đọc phần câu hỏi trước nhé. What is the passage about? Cái đoạn văn này nói về cái gì? Vậy thì những cái câu hỏi mà thường người ta yêu cầu là đặt tiêu đề cho đoạn văn này, hay là hỏi cả cái đoạn văn này nói về cái gì, thì cái câu hỏi này bao giờ chúng ta cũng làm cuối cùng. Để sau khi mà chúng ta trả lời hết những câu hỏi kia, chúng ta đọc hết cái đoạn văn rồi, thì chúng ta sẽ nhìn có một cái nhìn khái quát xem là cái đoạn này nói về gì. Ok. A là York City, B là history of York, C là the attractions of York. A là về thành phố York này, B là lịch sử của York này, và C là các cái địa điểm thu hút khách du lịch của York. Number 22. Where's York City? Thành phố này nó ở đâu? A. Near the River Ouse, gần sông Ouse này. B. In the north of England, ở phía bắc nước Anh này. Near Leeds City, ở gần thành phố Leeds. Tí nữa chúng ta thử nhá, xem ở chỗ nào có ba cái tên riêng này không hay không nhá. Number 23. York Minster is... cái tên York Minster nghĩa là gì này? Minster. A là a very large cathedral, là một cái nhà thờ rất là lớn. Cái tên riêng của cô bị thiếu chữ S đúng không? Minster. B là a castle, là một cái tòa lâu đài này. C là an art gallery, là một gì? Triển lãm tranh. Phòng triển lãm tranh. Number 24. Why do people walk in the city center of York? Tại sao mọi người lại đi bộ ở trong trung tâm của thành phố York? A. The streets are very attractive. Cái con phố nó rất là thu hút. B. The city does not allow. Thành phố không cho phép. Câu này nghe nó hơi mông lung đúng không? Không biết là không cho phép gì. C. The streets are very small. Thành phố, cái con đường nó rất là nhỏ. Number 25. How can people get to other cities? Làm sao người ta có thể đi tới thành phố khác? A. By walking, bằng phương tiện đi bộ này. By airplane, bằng máy bay này. Và C. By train, là bằng tàu hỏa. Vậy bây giờ chúng ta nhìn nhá, nó có keyword hết rồi. Câu số 1 sẽ để sau. Number 2. Where is York City? Bây giờ chúng ta nhìn nhá. York is a small ancient city in the north of England. Đó, có đáp án chưa? Có đáp án đúng không? Đáp án B, in the north of England. Đó, tiếp này.
Yorkminster. Bây giờ chúng ta tìm ở chỗ nào có Yorkminster. Yorkminster nằm ở đây đúng không? Người ta giải thích này. A very large cathedral. Một cái nhà thờ rất lớn. Vậy đáp án của chúng ta chính là A very large cathedral. Tiếp này. 24. Câu số 24 này. Why do people walk in the center of the city? Tại sao mọi người đi bộ ở trung tâm thành phố? Bây giờ chúng ta tìm ở chỗ nào có center of York nhá. Nằm ở đây đúng không? Ở đoạn 2. In the center of York are very small and attractive. These streets are only for walking. The small streets in the center of York are very small. À, những cái con phố cổ nhỏ bé ở trung tâm của York thì rất là nhỏ và thu hút. Vậy thì ở đây người ta nêu ra cái lý do vì sao họ phải đi bộ, đó chính là because the streets are very small, bởi vì cái con phố nó rất là nhỏ đúng không? Còn cái vấn đề attractive thì nó lại không liên quan đến cái việc mà bạn ý phải người ta phải đi bộ. Vậy đáp án chính là đáp án gì? C. 25. How can people get to other cities? Bây giờ chúng ta nhìn cái chỗ nào có other cities nhé. Đó chính là nằm ở đây đúng không? Very convenient to go to other cities from York by train. Vậy là người ta có thể đi bằng phương tiện tàu hỏa đúng không? Đó là cách chúng ta có thể làm bài. Đó là chỉ cần đọc này, tìm keyword này, sau đó thì chúng ta lần ở trong cái bài của chúng ta đúng không? Tìm ở trong bài của chúng ta chỗ nào có cái từ đó thì chúng ta tìm thông tin ở đó là ra. Đó, vậy thì bây giờ để đã xong hết 4 câu ở dưới rồi. Câu số 21, đọc toàn bộ bài, nội dung của bài và chúng ta sẽ cùng xem là đáp án cho cái câu 21 là gì nhá. York là một thành phố cổ nhỏ ở phía bắc của nước Anh. Nó nằm ở trên bờ sông Ouse. Thành phố thì có rất nhiều các địa danh lịch sử, như là ví dụ như Yorkminster, một cái nhà thờ rất là lớn, rồi là Castle Museum, York Art Gallery, museum là bảo tàng, castle này, hay là gì đấy, triển lãm tranh York này, và rất là nhiều cái nhà thờ nhỏ khác nữa. Chúng ta có cathedral là chỉ nhà thờ lớn, còn church là chỉ nhà thờ nhỏ nhá. Nó đều là nhà thờ. Tiếp này. Những cái con phố nhỏ và cổ ở trung tâm của York thì rất là nhỏ và thu hút. Những con phố này chỉ dành cho việc đi bộ thôi. Có nghĩa là không được đi bằng phương tiện khác. Nhưng mà nó lại rất là tiện để đi tới được những thành phố khác từ York bằng tàu hỏa. York là một thành phố rất sạch. Không khí thì trong lành và khí hậu thì rất tuyệt vào những tháng mùa hè. Ideal ở đây, cái từ này từ mới này. Ideal là kiểu rất là, ở đây cô dịch nhá. It is an ideal place. Nó là một cái địa điểm rất là lý tưởng. Cô có cái từ ideal là lý tưởng. Ok. Không phải idea nhé, thêm chữ L vào cuối nhé, ideal là lý tưởng. Nó là một địa điểm rất là lý tưởng dành cho các du khách tới thăm. Đó, vậy thì cái đoạn văn này nó có về lịch sử của York không? Không đúng không? Nó chỉ nói một chút lịch sử ở trên này thôi, đó là historic attractions thôi. Nó có nói về the attractions of New York không? Có nói đấy, nhưng mà cũng chỉ nói một chút ở trên này thôi, liệt kê một vài thôi đúng không? Cái đoạn này nói về York City, đáp án A. Đó. Very good. Vậy là đây là toàn bộ đáp án của chúng ta. Ok, cô khoanh lại. Number 21A, 22B, 23A, 24C and the last one 25C. Ok, very good. Now, move on another exercise number 2. Bài số 2. Bài số 2 của chúng ta là fill in the blank with one suitable word. Write the word in the gap. Chúng ta sẽ phải tự điền một từ phù hợp vào cái chỗ trống này. Bây giờ trước khi mà điền, chúng ta sẽ nhìn vào từng chỗ trống một nhé. Cái từ đằng trước, từ đằng sau của nó là gì, để lát nữa chúng ta biết là phải điền dạng từ, loại từ gì vào đây. Chúng ta có này, I basketball with him. Ở đây chúng ta có chủ ngữ rồi,
có danh từ, một loạt danh từ và địa điểm đằng sau rồi, nhưng mà chưa có động từ đúng không? Trong một câu bao giờ cũng phải có chủ ngữ và có động từ, thế mới hoàn thiện được thành một câu. Vậy thì câu này thiếu động từ. Và động từ đi kèm với basketball sẽ phải là động từ play, đúng nào? Đó, thì nhưng mà động từ này sẽ phải chia nhé. Tí nữa chúng ta sẽ đọc hoàn thiện bài xem là chỗ này phải chia quá khứ hay hiện tại hay là như thế nào. Ok? Tiếp nhé. Number 27, câu số 27 này. He in Minnesota with his mother. Câu này cũng bị thiếu gì? Thiếu động từ, đúng không? Thường thì ở đây là ở một địa điểm nào đó này với mẹ của anh ta, thì thường chúng ta có thể điền động từ gì? Sinh sống, đúng không? Hoặc là ở đó. Ở thì có thể là động từ to be, hoặc là động từ gì? Live, đúng không nào? Đó. Tiếp, number 28, câu số 28 này. She, long wavy hair. Câu này cũng bị thiếu động từ. Và động từ mà sử dụng để miêu tả cái ngoại hình của ai đó, ví dụ như ở đây đặc biệt là có mái tóc dài lại còn gợn sóng nữa, thế thì chứng tỏ là chúng ta sẽ sử dụng hai cái loại động từ mà chúng ta học, đó là động từ to be và động từ have has, đúng không? Thế bây giờ có mái tóc như thế nào, chúng ta sử dụng động từ have hoặc là has. Đó, thế còn chia thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ đọc lại sau. Number 29, câu số 29 này. Because she really funny. À, funny là chỉ tính cách đúng không? Vui tính. Ừ, vậy thì ở đây sẽ phải là sử dụng động từ to be. Đó, very good. I am her friend too. Chúng ta sẽ có hai loại từ, đó là best friend hoặc là close friend, bạn thân, đúng không? Đó, có thể dùng để đứng ở đằng trước để bổ nghĩa cho cái danh từ friend. Bây giờ chúng ta sẽ đọc chi tiết và chúng ta sẽ điền nhé. These are my friends at Friendly Camp. Đây là những người bạn của tôi ở cái camp. Camp là tên của một cái buổi cắm trại, đúng không? Ở Friendly Camp, tên riêng đấy. Sonny is in the first picture. Sonny thì là cái người ở bức tranh đầu tiên. Có nghĩa là bạn ấy trong lúc bạn ấy kể thì bạn ấy có đưa ra bức tranh, đúng không? Doesn't he look cool? Cậu ấy trông không tuyệt sao? Đó, trông không cũng không ngầu sao? He loves sports. Cậu ấy thích thể thao lắm. I basketball with him at the camp. Tôi làm sao nhỉ? Đã chơi môn bóng rổ cùng với cậu ấy ở trại, đúng không nào? Vậy đáp án của chúng ta sẽ là played và thêm đuôi ed vào đã chơi. He's a really good player. Cậu ấy là một cầu thủ rất là giỏi. Sonny is an American. Sonny là người Mỹ này. He Minnesota with his mother. Cậu ấy sống ở cái thành phố này cùng với mẹ của cậu ấy. Vậy thì động từ của chúng ta sẽ là động từ lives, right? In the second picture is Betty. Bức tranh số 2 là bạn Betty này. She long wavy hair. Cô ấy có mái tóc thế nào sẽ là has, right? Betty is my best friend and we go to the same school. Betty là bạn thân của tôi. Ở đây bạn ấy sử dụng best friend nhé. Và chúng tôi học cùng một trường. We went to Friendly Camp together. Chúng tôi cùng đi đến cái trại này cùng với nhau. I like her a lot because she is really funny and she helps me with my homework. Tôi rất thích cô ấy bởi cô ấy rất là vui tính và cô ấy còn giúp tôi làm bài tập về nhà nữa. She has many friends. Cô ấy có nhiều bạn lắm. Her best friend is Jenny. Bạn thân nhất của cô ấy là Jenny. Nhưng, but I am her too. Vậy thì ở đây có to thì đằng trước là best friend, đằng sau cũng sẽ là best friend. Nhưng mà tôi cũng là gì? Bạn thân của cậu ấy đấy. Đúng nào? Ok. Đó là toàn bộ về cái phần kỹ năng reading. Cái phần bài thì hơi khó một chút đúng không? Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng. Đó chính là writing nhé. Phần writing thì chúng ta sẽ có 3 câu viết lại câu. Chúng ta sẽ có viết lại câu giữ nguyên nghĩa và có cái từ... Có cái từ, những cái từ người ta đã cho sẵn ở đây rồi, chúng ta chỉ việc điền nốt thôi. Câu số 31 này. It is not good to stay up late to play computer games. Thức khuya để chơi điện tử thì không tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đưa ra lời khuyên là gì? Bạn không nên thức khuya để chơi điện tử. Sau should động từ sẽ giữ nguyên đúng không? You shouldn't stay up late to play video games. That's right. Number 32. The motorbike is in front of the bus. Cái xe máy thì ở đằng trước cái xe buýt, vậy thì chúng ta cái xe buýt nó sẽ ở đằng sau, đúng không? Chúng ta sẽ có the bus is behind the motorbike.
No one in my class is more beautiful than Lan. Không ai ở trong lớp của tôi thì xinh hơn Lan cả. Vậy chứng tỏ Lan sẽ là người xinh nhất. Ở đây chúng ta sẽ có Lan is the most beautiful girl in my class. That's right. My house doesn't have any flowers. Nhà của tôi chẳng có bông hoa nào cả. Ở đây bạn ấy sử dụng have. Chúng ta đã học have và there is, there are rồi đúng không? Đó, hai cấu trúc đấy thì nó bằng nhau. Và đây bạn ấy sử dụng flowers ở dạng số nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ sử dụng gì? There are, đúng không? Và lại còn nói là không có, doesn't have. Vậy thì chúng ta sẽ phải dùng there aren't thay thế cho doesn't have. Chúng ta sẽ nói there aren't any flowers in my house. Trong nhà tôi chẳng có bông hoa nào. Okay. It is wrong of us to throw rubbish around our school. À, cái việc vứt rác quanh trường của chúng ta là rất là sai trái. Vậy thì có nghĩa là đang cấm, đúng không? Chúng ta không được phép. We mustn't throw. Chúng ta không được phép vứt rác. We mustn't throw rubbish in our school, around our school. Okay. Chúng ta không đưa ra những cái cụm đằng trước này nữa. Chúng ta đi vào thẳng vấn đề luôn. Không cần phải sai trái hay cái gì nữa. Mà chúng ta đi vào thẳng vấn đề luôn là chúng ta không được phép làm cái gì luôn. Tương tự ở trên này cũng như thế, đúng không? Bạn ấy nói là không tốt khi mà thức khuya. Thì bây giờ chúng ta không cần phải bạn không nên tốt hay không tốt hay cái gì cả. Đó, rất nhiều bạn là hay bê nguyên cả cái cụm này xuống. Như vậy là sai, đi vào thẳng vấn đề luôn. Đó là chúng ta không nên thức khuya. Đó, rồi đây là chúng ta không được phép vứt rác. Ok. Đó là toàn bộ cái phần phần bài đề thi số 1 của chúng ta. Càng về sau thì cái dạng bài nó càng khó, đúng không nào? Bữa hôm sau chúng ta sẽ cùng giải quyết cái phần đề số 2 nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. See you.